Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Hà, chủ nhiệm khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Là bác sĩ có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sử dụng kỹ thuật y học hạt nhân, chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, ung thư, nội tiết, gan mật, dạ dày, ruột, bệnh lý thần kinh, xương khớp, v.v. Tham gia nghiên cứu khoa học hai đề tài cấp nhà nước, chủ trì hai đề tài cấp nhà nước và một số đề tài cấp bộ. Nhận giải thưởng khoa học công nghệ cấp nhà nước năm 2005, đồng tác giả giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017. Nhận giải thưởng thành tựu nổi bật của Hiệp hội điều trị bằng dược chất phóng xạ và phân tử thế giới về những đóng góp cho sự phát triển của y học hạt nhân Việt Nam. Là tác giả, đồng tác giả khoảng 100 bài báo trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực nội khoa, y học hạt nhân trong tim mạch, ung thư, đặc biệt là các ứng dụng của SPECT, PET-CT, điều trị ung thư tuyến giáp bằng iốt 131, điều trị ung thư gan bằng Y90, v.v. Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn lâm sàng cho các bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2, cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành y học hạt nhân và chẩn đoán hình ảnh. Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu y học hạt nhân trong điều trị bệnh. Hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, các cơ sở y học hạt nhân trên thế giới, tham gia các dự án y học hạt nhân trong khu vực. Ung thư tuyến giáp xảy ra khi có sự phát triển bất thường của các tế bào tuyến giáp tạo thành khối u ác tính trong tuyến giáp. Ung thư tuyến giáp được chia thành ung thư tuyến giáp có nguồn gốc tế bào nang tuyến giáp bao gồm thể biệt hóa và không biệt hóa và ung thư tuyến giáp thể tủy. Theo Globocan, ung thư tuyến giáp xếp thứ 9 trong các loại ung thư ở nữ với hơn 160.000 ca mắc mới ở mỗi năm, ở nam giới với gần 50.000 ca mới mỗi năm, đứng thứ 20. Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao trên thế giới, chiếm 1-2% tất cả các loại ung thư, nhưng chiếm đến 90% ung thư tuyến nội tiết. Trong số đó, chủ yếu là ung thư tuyến giáp biệt hóa. Đối với loại ung thư tuyến giáp này, nhìn chung khối u ban đầu có kích thước nhỏ và tiến triển tương đối chậm nên thường phát hiện ở giai đoạn muộn và di căn. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị hợp lý thì có thể đạt được một số hiệu quả tích cực. Tỷ lệ sống sau 10 năm có thể đạt trên 95%. Ta thường nghe về ung thư tuyến giáp, nhưng ít ai biết ung thư tuyến giáp là gì, triệu chứng của ung thư tuyến giáp, phương pháp điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, những lưu ý sau khi phẫu thuật điều trị iốt 131. Tất cả sẽ có trong chương trình của ngày hôm nay. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến Bác sĩ 108 với sức khỏe của bạn. Chương trình do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức với mong muốn chia sẻ, cung cấp những thông tin y học một cách đầy đủ, chính xác nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chương trình do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và phát lại trên YouTube và website của bệnh viện. Và tôi là Dương Thùy, người sẽ đồng hành cùng quý vị và chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tuyến giáp là một tuyến nội tiết lớn và quan trọng trong cơ thể. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì tỷ lệ mắc bệnh lý về tuyến giáp, đặc biệt là ung thư tuyến giáp, đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Việc cung cấp đầy đủ những thông tin y học cần thiết để có thể phát hiện sớm và điều trị mặt bệnh này là vô cùng cần thiết. Chính bởi lý do đó mà ngày hôm nay chương trình Bác sĩ 108 với sức khỏe của bạn đề cập tới nội dung chủ đề những điều cần biết về mặt bệnh ung thư tuyến giáp với sự xuất hiện của chuyên gia của chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Hà, chủ nhiệm khoa hạt nhân của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bạn, xin chào các quý vị khán giả. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, hiện nay thì chủ đề về mặt bệnh ung thư tuyến giáp đang là một chủ đề rất hot và được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ ung thư tuyến giáp là một căn bệnh như thế nào và những nguyên nhân có thể dẫn tới căn bệnh này được không ạ? Như các bạn đã biết thì ung thư tuyến giáp là một ung thư thường gặp nhất trong các ung thư của các tuyến nội tiết. Và hiện nay thì bệnh có xu hướng tăng cao. Thế thì trong ung thư tuyến giáp ấy, thì người ta chia thành các thể chính như là ung thư tuyến giáp biệt hóa, ung thư tuyến giáp thể tủy và ung thư tuyến giáp không biệt hóa. Và cái ung thư cái thể mà biệt hóa là cái loại thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ là trên 90%. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cái bệnh ung thư tuyến giáp, và
Nhưng mà có mấy cái nhóm nguyên nhân mà người ta đang nghiên cứu và thấy là nó có thể coi là những cái yếu tố chính, như là những cái tiền sử mà người bệnh là có chiếu xạ ngoài, hoặc là sau những cái vụ như là Chernobyl những cái thì sau đấy khoảng trên 10 năm thì thấy cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp nó cao lên. Còn nhóm thứ hai ấy, người ta cho rằng là có thể ảnh hưởng của những cái chất độc cũng như là chất hóa học ở trong cái trong môi trường. Cái nhóm thứ ba người ta cũng có thể nghĩ đến đấy là do những yếu tố về những cái đột biến ở trong ung thư hoặc là trong những cái bệnh di truyền ở trong gia đình. Thế rồi những cái người dân sống ở những cái khu vực mà thiếu iốt rồi có những cái bệnh biếu cổ địa phương thì cũng có thể là có cái tỷ tần suất cái bệnh ung thư tuyến giáp nó cao, và đặc biệt là ở cái lứa tuổi phụ nữ tuổi lao động từ khoảng 25, 30 cho đến 50 tuổi thì cái tần suất ung thư tuyến giáp xuất hiện rất là nhiều. Dạ vâng, có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn tới mắc một căn bệnh ung thư tuyến giáp đúng không ạ? Vậy một cái dấu hiệu nào đấy, một vài những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất rằng một người đang mắc phải căn bệnh này là như thế nào thưa bác sĩ? Bệnh cái ung thư tuyến giáp thì có rất là nhiều giai đoạn. Có những cái giai đoạn đầu và đến sớm thì chúng ta không có gặp cái triệu chứng gì cả. Và đa phần thì phát hiện do tình cờ hoặc là đi siêu âm tuyến giáp thì phát hiện ra những cái nhân tuyến giáp mà sau đấy phát hiện ra là ung thư với kích thước rất là nhỏ. Thế tuy nhiên ở những cái giai đoạn sau của bệnh ấy thì có những dấu hiệu có thể gây ra chèn ép tại chỗ, gây ra bệnh nhân khàn tiếng, khó thở, nuốt vướng, vân vân, hoặc là có thể tự sờ thấy nhìn thấy cái hạch ở cổ, hoặc nhiều khi thì bệnh nhân đến vì những cái triệu chứng của những cái di căn ung thư, sau đó thì chúng ta làm sinh tiết thì chúng ta phát hiện ra đấy là nguồn gốc là nó từ của ung thư tuyến giáp. Dạ. Hiện nay thì bệnh viện 108 đang là một cơ sở y tế rất uy tín và chữa trị thành công được cho nhiều ca bệnh ung thư tuyến giáp. Bác sĩ có thể chia sẻ là hiện nay bệnh viện đang sử dụng những cái kỹ thuật nào trong điều trị người bệnh ung thư tuyến giáp được không ạ? Vâng, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một cái bệnh viện tuyến cuối hàng đầu trong quân đội và cũng là cái bệnh viện hàng đầu trong cả nước về cái việc chẩn đoán cũng như là điều trị ung thư tuyến giáp. Thế thì hiện nay thì có rất nhiều cái kỹ thuật để mà phát hiện ra, chẳng hạn như là chúng ta có thể dựa vào siêu âm rồi chọc hút bằng kim nhỏ. Thế sau đó người ta có thể sử dụng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như là xạ hình tuyến giáp bằng iốt 131 hoặc là xạ hình tuyến giáp bằng Technicy. Rồi người ta có thể sử dụng những cái phương pháp hiện đại trong những cái trường hợp cần thiết khi có cái triệu chứng chèn ép hoặc là cái hạch di căn nhiều, như là chụp CT, có tiêm thuốc cản quang rồi cộng hưởng từ, và cũng có những cái tình huống mà người ta có thể sử dụng FDG PET-CT toàn thân trong cái việc mà chẩn đoán cái di căn của ung thư tuyến giáp, đặc biệt là ở những cái thể mà nó kháng iốt 131. Như vừa rồi bác sĩ chỉ có chia sẻ về một phương pháp, đó là sử dụng iốt 131. Phương pháp này theo tôi có đọc rất là nhiều bài báo thì họ sẽ phải kiêng khem và có rất là nhiều lưu ý khi mà sử dụng phương pháp này. Bác sĩ có thể chia sẻ cho các quý vị khán giả đây những lưu ý đó được không ạ? Trong ung thư tuyến giáp biệt hóa ấy, thì cái iốt 131 này nó bắt giữ vào cái tổ chức ung thư cũng như là tổ chức tuyến giáp. Và vì vậy để mà chẩn đoán được thì chúng tôi thử dùng cái phương pháp là xạ hình toàn thân bằng iốt 131. Sau đó cũng cái nhờ đặc tính đấy chúng tôi có thể dùng cái liều iốt 131 cao hơn để trong điều trị. Nhưng mà một cái việc này bệnh nhân cần phải quan tâm và chúng ta cần phải lưu ý rằng là để trước khi chụp hình cũng như là trước khi điều trị đấy thì bệnh nhân phải có một cái giai đoạn là ăn kiêng, tức là giảm cái iốt ở trong cơ thể đi, để đến khi mà chúng tôi sử dụng iốt 131 thì nó sẽ háo tổ chức tuyến giáp, ung thư tuyến giáp nó sẽ háo, nó thèm khát iốt, và khi mà mình sử dụng iốt vào thì chúng ta có thể là chụp hình phát hiện ra cái tổ chức của tuyến giáp còn lại cũng như là tổ chức di căn. Đồng thời khi chúng ta dùng iốt 131 để điều trị thì sẽ đem lại cái hiệu quả trong người bệnh. Dạ vâng. Vậy việc mà sau khi sử dụng iốt 131 sau khi về cộng đồng và gia đình họ vẫn phải cách ly thì đó có phải là một cái sự thật và mình cần phải lưu ý không? Bởi vì cũng có rất nhiều quý khán giả đã đặt câu hỏi về chương trình rằng tại sao khi tôi ở bệnh viện phải cách ly rồi, về đến gia đình và cộng đồng tôi vẫn phải cách ly gia đình và cộng đồng, vì lý do gì ạ? Câu hỏi của bạn rất là hay. Chúng ta sử dụng iốt 131 thì ngoài cái tác dụng là cơ bản là điều trị cái bệnh
Nhưng iốt 131 cũng là cái nguồn mà có thể phát ra những cái tia phóng xạ mà có thể ảnh hưởng đến ngoài cộng đồng. Và chính vì vậy chúng tôi đối với cái liều lớn iốt 131 trong điều trị thì bệnh nhân thường phải cách đi 2 đến 3 ngày trong bệnh viện để chúng ta có thể gom được những cái chất thải cũng như là tránh cho bệnh nhân có thể phát ra những tia mà có thể chiếu cho ảnh hưởng đến cộng đồng. Và sau khi mà bệnh nhân ra viện với cái liều là thấp hơn 50 milisievert trên một giờ với khoảng cách là 1 mét thì những cái ngày sau đó thì bệnh nhân vẫn là cái nguồn bức xạ mà có thể ảnh hưởng đến cộng đồng, và chính vậy bệnh nhân thì tiếp tục là cách ly tương đối, và những cái chất thải của bệnh nhân cũng phải được quản lý một cách chặt chẽ. Và chính vì vậy đấy là cái mà chúng tôi vẫn phải hướng dẫn bệnh nhân để làm thế nào đừng ảnh hưởng đến cộng đồng người xung quanh. Dạ vâng, việc cách ly không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người bệnh mà còn đảm bảo cho cả gia đình và cộng đồng, đúng không ạ? Phần đầu tiên tôi có nhớ được bác sĩ chia sẻ đó là tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp đa số là nữ. Vậy thì một vấn đề mà họ đặc biệt rất quan tâm đó chính là vấn đề về quan hệ vợ chồng và vấn đề sinh nở. Những lưu ý của người bệnh khi mà điều trị trong vấn đề con cái nữa, bác sĩ có thể chia sẻ cho người bệnh được không ạ? Vâng. Thế bệnh nhân sau khi điều trị iốt 131 thì có cái thời gian là cách ly đối với cộng đồng, và ngay cả đối với những người thân của mình ấy thì cũng phải cách ly một cách tương đối, đặc biệt là không tiếp xúc với phụ nữ có thai hoặc là trẻ nhỏ. Và nếu mà chúng ta tiếp xúc thì có thể là đứng khoảng cách là khoảng 2-3 mét trở lên thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Thế thì trong một cái nhiều bạn cũng hỏi chúng tôi rằng bao giờ thì sau khi mà điều trị iốt 131 thì có cái kế hoạch là sinh con cái. Thế thì câu trả lời đó là đối với phụ nữ thì sau ít nhất là 6 tháng thì chúng ta mới nên là có thụ thai để có để sinh đẻ. Đối với nam giới thì có thể là 3-4 tháng trở lên, nhưng cũng có trường hợp với cái liều cao thì chúng tôi sẽ có những khuyến cáo, có những cái trường hợp là bệnh nhân chỉ nên sinh con sau 6 đến 12 tháng. Dạ vâng, cũng rất phải lưu ý chặt chẽ trong vấn đề này đúng không ạ? Vì còn liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con cái nữa. Vậy trong quá trình điều trị thì cái quá trình điều trị nó có để lại nhiều tác dụng phụ không? Bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả một vài những tác dụng phụ có thể gặp phải khi mà sử dụng các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp ạ? Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp có những câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà phải nói là rằng là cái sử dụng các tia xạ, tức là dùng xạ trị mà chiếu trong y học hạt nhân ấy, thì là nó chọn lọc vào trong tổ chức cơ quan và nó gây ra cái tác dụng phụ thì cũng có, nhưng mà với cái tần suất và cũng như cái mức độ là thấp hơn nhiều so với cái xạ trị ngoài. Thế thì đối với điều trị iốt 131 thì những cái tác dụng phụ mà thường gặp nhất ấy là những cái trường là sau khi sử dụng iốt thì bệnh nhân có cảm giác là nôn rồi buồn nôn, có thể là viêm dạ dày ruột hoặc là do những cái viêm đau ở cổ, do cái viêm cái tuyến giáp sau khi nó bắt giữ ở đấy, cũng như là có thể bị viêm tuyến nước bọt. Thì những cái triệu chứng đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được, và giả dụ như là để giảm thiểu những cái tác dụng phụ đó thì có thể cho bệnh nhân uống nước rồi có thể là ngậm chanh để cho tiết nước bọt nhiều. Và bệnh nhân thì những cái tác dụng phụ đấy thì nó cũng thường là khoảng 1 đến 3 ngày thì nó cũng giảm dần. Tôi xin phép, bởi vì hiện nay là đang có một sự quan tâm của quý khán giả tới chương trình và đặt rất nhiều câu hỏi về cái nội dung này, thì có một hai câu hỏi này xin phép được chuyên gia giải đáp cho các quý vị khán giả được không ạ? Một bạn có Facebook là anh Nguyễn có đặt câu hỏi đến bác sĩ Ngọc Hà, đó là việc điều trị hormone tuyến giáp thời gian kéo dài suốt cuộc đời thì có tác dụng phụ gì không? Bác sĩ có thể chia sẻ giúp tôi được không? Vì tôi đang rất lo lắng và băn khoăn ạ. Vâng. Thế thì một trong những cái việc mà người thầy thuốc luôn luôn làm với bệnh nhân ấy là phải cân bằng những cái nguy cơ của cái điều trị cũng như là lợi ích mà đem lại cho bệnh nhân. Thì thông thường là chúng tôi sử dụng iốt 131 mặc dù là cả đời, nhưng mà thông thường là theo những cái liệu trình. Mỗi cái liệu trình là cách nhau là 6-9 tháng hoặc là 12 tháng. Thế và làm thế nào để giảm thiểu những cái tác dụng phụ. Các tác dụng phụ mà thường gặp mà sớm ấy, thì vừa như nói với bạn ấy là chỉ là đau cái vùng cổ, là buồn nôn, rồi nôn, rồi viêm dạ dày ruột hoặc là có viêm tuyến nước bọt. Thế còn ở những cái bệnh nhân mà dùng cái liều cao mà có thể nhiều năm ấy, thì có thể
gây ra những cái biến chứng nó như là chẳng hạn như người ta nói đến, người ta rất sợ là cái bệnh ung thư thứ hai, nhưng mà nó cũng rất là ít gặp, thông thường là gặp ở ung thư bằng quang các thứ, thì những cái tỷ lệ đấy cũng không có đáng kể so với những cái với cái lợi ích mà bệnh nhân đạt được. Thế hoặc là người ta lo đến là điều trị có thể gây ra những bệnh về về máu, nhưng mà cái những nghiên cứu ở trên thế giới thì thấy cái tỷ lệ nó cũng rất là hiếm và thường thường nó phải kéo dài rất là nhiều năm. Tuy nhiên thì bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì không có phải điều trị IHOP-131 cũng quá nhiều năm một cách thường xuyên đâu. Đa số thì bệnh nhân sau một vài cái liệu trình là có thể là đã được theo dõi và nhiều bệnh nhân đã trở thành cái tình trạng là khỏe mạnh bình thường. Dạ vâng. Một bạn có Facebook là Đỗ Hường có một câu hỏi về chương trình như sau. Mẹ tôi bị ung thư tuyến giáp, tôi cũng bị ung thư tuyến giáp đã 4 năm nay, mặc dù đã điều trị ổn định. Tuy nhiên tôi rất lo lắng, không biết có phải bệnh ung thư tuyến giáp là do di truyền, liệu con gái tôi sau này có nguy cơ bị bệnh không? Tôi rất lo lắng, rất mong được bác sĩ chia sẻ và tư vấn. Về mặt lý thuyết thì bệnh ung thư tuyến giáp là cũng có thể có mang tính chất gia đình. Trên thực tế thì chúng tôi cũng gặp một vài cái bệnh nhân mà trong gia đình có thể 2 đến 3 người gặp. Nhưng mà tuy nhiên thì cái bệnh này không phải là cái bệnh di truyền. Thế mà nếu mà bệnh nhân mà có những cái vấn đề gì mà cần mà lo lắng thì chúng tôi có thể đến tư vấn một cách sâu sắc hơn, đặc biệt là có thể gặp những chuyên gia về di truyền cũng như là bác sĩ thực hành, và bạn không phải quá lo lắng về cái bệnh này nó có thể truyền cho cái thế hệ sau. Dạ, vâng. Ngoài việc áp dụng những phương pháp điều trị y khoa theo phác đồ điều trị của nhân viên y tế thì một chế độ dinh dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình điều trị. Bác sĩ có thể chia sẻ cho người bệnh những cái lưu ý về một chế độ dinh dưỡng phù hợp để có thể phối hợp tốt và nâng cao hiệu quả trong quá trình điều trị không ạ? Trong ung thư nói chung và ung thư tuyến giáp ấy thì ngoài cái việc điều trị thì một cái vấn đề dinh dưỡng là hết sức là quan trọng. Thế thì chúng ta cũng vẫn băn khoăn hỏi là trong ung thư tuyến giáp thì cần phải kiêng không ăn cái gì, không uống cái gì. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ cần các bạn lưu ý một điều rằng là trong quá trình mà chuẩn bị điều trị IHOP hoặc là chụp cái xạ hình IHOP-131 thì bệnh nhân cần ăn chế độ kiêng các đồ ăn thức uống và có IHOP. Và cái thời gian đấy kiêng đấy nó cũng chỉ là trong 2 tuần thôi. Và chúng tôi thì có những cái hướng dẫn những cái đồ ăn thức uống có nhiều iốt để cho bệnh nhân hạn chế những cái đồ ăn thức uống như vậy. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng phải lưu ý rằng là vẫn cái đảm bảo về vitamin, về khoáng chất rồi potassium glucose thì là vẫn phải đảm bảo. Thế sau đấy, sau khi điều trị rồi thì bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường và cũng không cần phải duy trì chế độ kiêng iốt nữa. Chế độ dinh dưỡng đúng là rất quan trọng, bởi vì hiện nay thì tôi cũng nhận được một sự quan tâm của quý khán giả gửi về cho bác sĩ một câu hỏi về dinh dưỡng như sau. Bệnh nhân ung thư tuyến giáp có nên kiêng sữa đậu nành không thưa bác sĩ? Và những thực phẩm từ sữa đậu nành có những dưỡng chất gì, tại sao mà lại không sử dụng được ạ? Thực ra cũng rất nhiều người truyền miệng như vậy. Tuy nhiên thì đậu nành ấy nó cũng không phải là kiêng tuyệt đối đối với người bị ung thư tuyến giáp cũng như là người bị tuyến giáp. Trong đậu nành có một số chất, đặc biệt là gastrogen ấy, thì nó có thể gây ra, nó làm giảm đi những cái việc tổng hợp của hormone tuyến giáp. Tuy nhiên thì người bệnh bị ung thư tuyến giáp rồi thì chúng tôi lại sau khi điều trị thì chúng tôi lại dùng hormone tuyến giáp cho bệnh nhân. Thế chỉ có một lưu ý là có một số chất nó có thể gây ra đầy bụng, làm chậm cái hấp thu của hormone tuyến giáp và khi bệnh nhân uống. Thế thì nếu mà bệnh nhân sử dụng ấy thì sử dụng cách xa nhau đi. Cách nhau từ khi thời gian uống thuốc cho đến sử dụng cái đậu nành nó ở một cái thời gian gian xa đi thì thuốc vẫn có thể hấp thu bình thường. Và nói chung là chúng ta cũng không phải là quá lo lắng về và kiêng hoàn toàn là những cái chế phẩm hoặc là những cái thức ăn mà có đậu nành. Dạ vâng. Một bạn có Facebook là An Nhiên đặt câu hỏi như sau. Tôi được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú và phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp được 3 ngày. Bệnh nhân phòng tôi khuyên tôi không nên nói chuyện, không ăn thịt gà, rau muống, cơm nếp, đậu nành, thịt đỏ, cải bắp. Tôi cảm thấy rất hoang mang và lo lắng. Bác sĩ hãy cho tôi lời khuyên ạ. Vì thế này là kiêng hết luôn đúng không ạ? Đấy là một cái mà chúng tôi cũng hay, bệnh nhân hay đến tư vấn và hỏi. Và cũng có nhiều bệnh nhân thì đến khi đã làm tất cả những cái việc rồi thì về đây đến hỏi bác sĩ. Thế thì lưu ý với các bạn là sau khi quá trình mổ đấy thì bệnh nhân cần cái thời gian phục hồi. Thế thì vẫn ăn uống hết sức bình thường.
phải đảm bảo cái chế độ dinh dưỡng đầy đủ glucid lipid protein để tránh cái hồi phục vết thương, để hồi phục vết thương cho nó tốt hơn. Thế tuy nhiên thì sau cái quá trình này, khi đến với chúng tôi bác sĩ y học hạt nhân thì chúng tôi sẽ khuyến cáo bệnh nhân là chỉ có giảm iốt trong chế độ ăn uống trước khi điều trị trong cái đoạn chuẩn bị, chứ không kiêng các chất mà nó cần thiết trong cơ thể. Và rất là nhiều bệnh nhân vì kiêng quá mức như vậy, đến khi đến với chúng tôi để điều trị thì dinh dưỡng rất là kém. Đấy là một cái sai lầm và không nên nghe truyền miệng. Là tôi đặc biệt là các bạn lưu ý, hiện tại thì có rất nhiều thông tin về truyền miệng cũng như là trên mạng, nhưng mà các thông tin đấy nó không được kiểm chứng, và tốt nhất các bạn hỏi các bác sĩ để tư vấn cho nó được chính xác. Dạ vâng, đúng rồi, nên cập nhật những thông tin chính xác từ bác sĩ điều trị là đúng nhất, đúng không ạ? Vâng. Khá là nhiều quý vị quan tâm tới nội dung mặt bệnh này có gửi một câu hỏi với chương trình rằng liệu ung thư có phải là một dấu chấm hết? Ung thư tuyến giáp có phải là một bản án tử thần đối với những người mắc phải căn bệnh này không, thưa bác sĩ? Như tôi đã trình bày ở trên thì theo các nghiên cứu ở thế giới cũng như là nghiên cứu của chúng tôi qua 20-30 năm qua thì thấy là như ung thư tuyến giáp biệt hóa thì tỷ lệ sống thêm sau 10 năm đó là cỡ vào khoảng từ 87-95%. Và rất nhiều bệnh nhân chúng tôi đã điều trị trở lại cái cuộc sống bình thường. Và đặc biệt là gần đây là nhờ các kỹ thuật mà phát hiện ra ung thư tuyến giáp ở cái giai đoạn sớm thì cái tỷ lệ điều trị thành công rất là cao. Và vì vậy thì các bạn không nên bi quan. Ung thư tuyến giáp biệt hóa và sau khi đã được phẫu thuật một cách kịp thời, điều trị iốt 131 một cách đúng cách và theo dõi quản lý, đặc biệt ở những cơ sở như bệnh viện Trung ương 108 thì các bạn có thể là yên tâm trở lại cái cuộc sống bình thường và không việc gì phải bi quan. Và cái suy nghĩ là bản án tử hình, tôi thấy rằng là đã sai ngay từ đầu. Và như vậy khi chúng ta nói đến một cái bệnh cho dù ác tính mà chúng ta coi đó là bản án tử hình thì đấy là cái sự đầu hàng của chính bệnh nhân và của cả người thầy thuốc nữa. Hoàn toàn ung thư tuyến giáp có thể điều trị khỏi. Một nhận định rất là tuyệt vời đối với tất cả những người, những quý khán giả đang theo dõi của chương trình ngày hôm nay và đặc biệt là những quý vị khán giả đang điều trị căn bệnh về ung thư tuyến giáp, đúng không ạ? Vậy bác sĩ Lê Ngọc Hà có thể chia sẻ một vài những cái trường hợp người bệnh rất là đặc biệt để lại kỷ niệm đáng nhớ cho bác sĩ trong quá trình bác sĩ điều trị được không ạ? Như các bạn biết, đã có thể biết đấy, thì khoa y học hạt nhân bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một cái khoa hàng đầu trong việc theo dõi, quản lý cũng như là điều trị bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Hiện nay chúng tôi quản lý cỡ một khoảng là trên 35.000 bệnh nhân ung thư tuyến giáp trong mấy cái thập niên vừa rồi. Thì có rất là nhiều cái trường hợp mà đem lại những cái kỷ niệm và cũng như là món quà đối với người thầy thuốc chúng tôi. Có những cái bạn đã bị ung thư cách đây 20-30 năm và hiện nay chúng vẫn trở lại cuộc sống bình thường. Có những bạn gái mà chưa có chồng, chưa có người yêu, sau khi điều trị thì lại lấy chồng, lấy người yêu. Có người yêu và lấy chồng. Và có những bệnh nhân đấy là bị di căn ở phổi rồi. Chúng tôi đến, chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân về cái cách điều trị, cũng như là người chồng chưa cưới có tư vấn chúng tôi. Thì chúng tôi thấy là nếu mà yêu nhau mà sau đấy thì vượt qua và chúng tôi tiếp tục điều trị hỗ trợ. Thế thì có rất nhiều bệnh nhân, mà trong đó có những bệnh nhân mà tôi nhớ nhất là ở Quảng Ninh. Và bây giờ mỗi một lần đến là cô đã có hai bạn con trai và rất là sống cuộc sống bình thường. Và chúng tôi đã điều trị rất nhiều những cái bệnh nhân tương tự như vậy. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Còn điều gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Đối với nghề y cao quý đã điều trị thành công được cho rất nhiều căn bệnh và vẫn mang được niềm tin hy vọng được cho nhiều quý vị khán giả. Những người bệnh đang mang trong mình cái niềm tin để chiến thắng lại căn bệnh quái ác, căn bệnh mang tên ung thư. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Hà với phần chia sẻ vừa rồi. Dạ vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi chúng ta đến với phần chia sẻ những thông tin hữu ích về căn bệnh ung thư tuyến giáp. Quý vị khán giả có những quan tâm về căn bệnh này, xin vui lòng để lại bình luận vào trang live trực tiếp của chương trình hoặc gửi tin nhắn vào fanpage của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để được bác sĩ của chương trình giải đáp ngay sau đây.
Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với phần 2 của chương trình, phần giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Ngay sau đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Hà sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc, những câu hỏi của quý vị gửi về chương trình. Câu hỏi đầu tiên từ Facebook của bạn Phạm Thắm. Tôi năm nay 31 tuổi, được chẩn đoán ca giáp thể nhú đã phẫu thuật, cắt toàn bộ tuyến giáp. Liệu tôi có phải điều trị iốt phóng xạ hay không và tại sao thưa bác sĩ? Việc chỉ định điều trị iốt trong 31 thì nó tùy thuộc vào cái nguy cơ của bệnh nhân, đánh giá cái bệnh nhân, tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật. Thì chúng tôi là khoa y học hạt nhân thì sẵn sàng tiếp nhận bạn đến đây để chúng tôi có thể tư vấn. Có những trường hợp thì chỉ cần theo dõi, có những cái trường hợp thì cần điều trị một cách tích cực để có đem lại cái kết quả tốt cho người bệnh. Dạ vâng ạ. Một bạn có Facebook là Quốc Bảo có bình luận, để lại bình luận trên trang fanpage của câu hỏi như sau. Sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp thì người bệnh cần lưu ý những gì ạ? Sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp thì hết sức lưu ý là bệnh nhân phải uống lại cái hormone tuyến giáp, bởi vì là khi mà cắt hoàn toàn tuyến giáp thì cơ thể đã mất đi cái tiết cái hormone, chức năng tiết hormone của từ tuyến giáp. Cái thứ hai nữa là bạn phải lưu ý những cái trong giai đoạn đầu là cái tình trạng của phục hồi của cơ thể và chấp hành tốt những cái quy định của các bác sĩ phẫu thuật viên khuyên bảo bạn, tư vấn cho bạn. Sau đó thì sau khi bệnh ổn định thì các bạn có thể đến với khoa y học hạt nhân chúng tôi để có thể đánh giá lại cũng như là có thể chỉ định và chuẩn bị cho bạn bước vào cái liệu trình điều trị iốt 31. Dạ vâng ạ, một câu hỏi rất là thú vị của bạn có Facebook là Chibi Huyền My. Có câu hỏi như sau. Một số người bệnh chọn phương pháp thuê khách sạn hoặc đi nghỉ mát để giảm chiếu xạ cho người thân trong gia đình thì với cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thưa bác sĩ? Thực ra sau cái giai đoạn cách ly điều trị iốt 31 nội trú thì bệnh nhân có thể về nhà hoặc là chọn cái địa điểm thích hợp để nhằm là cách ly một cách tương đối đối với cộng đồng, đồng thời những cái chất thải của mình có chứa iốt không được phát tán ra môi trường. Thế vì việc lựa chọn thì tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh. Nhưng mà hết sức lưu ý là kể cả ra khách sạn hoặc là đi nghỉ mát thì các bạn cũng không nên làm ảnh hưởng cái chiếu xạ vào người xung quanh cũng như là những cái đồ thải của bạn nó không bị ảnh hưởng đến môi trường. Có một bạn cũng đặt một câu hỏi quan tâm đến nội dung điều trị phương pháp điều trị iốt 131. Hầu như những vật dụng bệnh nhân sử dụng trong quá trình điều trị iốt 131 đều được vứt bỏ. Điều này có đúng không và tại sao thưa bác sĩ? Không phải hoàn toàn như bạn nghĩ đâu. Bởi vì iốt 131 thì nó có thời gian bán giã là 7 ngày. Thế sau một cái 6 cái chu kỳ thì về mặt lý thuyết thì cũng không còn cái hoạt tính phóng xạ nữa. Và lúc đấy thì tất cả các đồ dùng của bạn có thể sử dụng lại. Chỉ có cái giai đoạn đầu ấy thì bạn hết sức là lưu ý là đồ giặt của bạn ấy thì phải giặt kỹ, giặt là 2 lần và không nên là vứt bừa bãi những cái quần áo và ra môi trường. Thế còn sau đấy chúng ta hoàn toàn có thể dùng lại sau một cái thời gian khoảng 2 đến 3 tháng thì chúng ta có thể sử dụng lại. Tức là cái thời gian ban đầu thì nên sử dụng quần áo một lần thì tốt hơn đúng không ạ? Còn nếu mà không thì phải giặt thật sự kỹ càng. Giặt kỹ càng và không dây những cái chất thải cũng như là nước bọt, những vòng mồ hôi vào nhiều. Và thực ra cái lượng đấy nó cũng rất là ít nên phải hết sức lưu ý thôi chứ cũng không chỉ cần là dùng có một lần nó cũng không cần thiết. Dạ vâng. Có một bạn có Facebook là Tan Biến có gửi câu hỏi về như sau. Tôi đã mổ tuyến giáp cách đây 3 năm, điều trị xạ được 4 lần. Xạ hình iốt 131 toàn thân âm tính nhưng vẫn còn hạch cổ di căn. Những bệnh nhân điều trị cũng nói với tôi rằng bị kháng thuốc rồi và chỉ còn cách là mổ thôi. Tôi rất là lo sợ. Bác sĩ có thể giúp tôi chia sẻ phương pháp điều trị phù hợp nhất với tôi để đỡ phải mổ được không thưa bác sĩ? Một trong những đặc tính của ung thư tuyến giáp ấy là nó có thể tái phát, mặc dù có thể là có những cái trường hợp mà chúng ta điều trị iốt rồi nó vẫn có thể tái phát. Trong trường hợp đấy thì chúng ta có thể là điều trị bằng thuốc hormone để mà ức chế cái sự phát triển của cái hạch nếu nó nhỏ. Thế còn nếu mà cái tổn thương mà nó khu trú mà hạch nó lớn thì chúng ta có thể phẫu thuật hoặc là có những cái phương pháp điều trị khác nhau. Trong trường hợp như vậy thì bạn đến với chúng tôi bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có cái tiểu ban ung thư tuyến giáp bao gồm rất là nhiều chuyên ngành. Chúng tôi có thể hội chẩn để tìm ra cái lựa chọn cái chiến thuật điều trị phù hợp nhất cho bạn. Dạ vâng. Có một câu hỏi này cũng là một câu hỏi mà tôi quan tâm luôn ạ, thưa bác sĩ. Bạn Facebook Hồng Vân có đặt câu hỏi là tại sao phụ nữ có tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn nam giới? Vâng.
Câu hỏi này cũng rất là hay và cũng rất là nhiều người hỏi chúng tôi như vậy. Thì vẫn có nhiều tranh cãi, nhưng mà người ta cho rằng phụ nữ có khác với hormone của người nam giới, và những cái sự khác biệt đấy nó có thể dẫn đến một số bệnh hay gặp ở phụ nữ. Và ngược lại cũng có những cái bệnh mà cũng hay gặp ở nam giới mà cái tỷ lệ gặp ở phụ nữ nó ít hơn. Nhưng mà cái bệnh ung thư tuyến giáp biệt hóa thì đa phần có thể chiếm đến 2/3 đến 3/4 là chúng tôi gặp ở những người phụ nữ. Dạ vâng. Tức là tỷ lệ nữ cao hơn rất nhiều. Cao gấp 3, gấp 4 lần so với nam giới. À, dạ vâng. Có một bạn có Facebook là Thùy Dương đặt câu hỏi. Năm nay tôi 32 tuổi, đã điều trị iốt 131 lần cuối cách đây hơn một năm. Vợ chồng tôi dự định có sinh cháu thứ hai. Tôi nghe mọi người nói rằng nên ngừng không uống hormone nữa vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Tôi hơi hoang mang khi nghe điều này vì nếu không uống hormone thì sẽ rất là mệt. Xin bác sĩ tư vấn và chia sẻ cho tôi ạ. Có thể khẳng định ra là bạn nghe như vậy là thông tin rất rất là không chính xác. Thì người phụ nữ mà khi mang thai ấy, thì có thể thai kỳ nó phát triển, thì lúc đấy thì chúng tôi sẽ chỉnh cái liều hormone thậm chí là cao hơn khi mà không có thai, và bạn ấy nên đến với bác sĩ y học hạt nhân hoặc bác sĩ nội tiết để được điều chỉnh cái hormone trong mỗi một tháng trong giai đoạn đầu hoặc là sau từng 3 tháng để mà có thể bác sĩ chỉnh được cái liều hormone, vừa là bạn vẫn ức chế được cái sự phát triển của khối u, vẫn có hormone thay thế, và đồng thời là để cho sinh con được cho nó không có bị ảnh hưởng của cái việc giảm cái liều hormone. Dạ vâng ạ. Có một bạn có Facebook là Quý LV đặt câu hỏi từ bác sĩ như sau. Con gái tôi năm nay 22 tuổi rồi, cháu bị di căn vào phổi, điều trị xạ được 6 lần rồi, mãi không khỏi. Tôi nghe nói gần đây có biện pháp điều trị thuốc đích, bác sĩ có thể giúp tôi tư vấn rằng liệu con tôi có nên điều trị thuốc đích hay không được, và vì sao không thưa bác sĩ? Ung thư phổi là một cái ung thư khá thường gặp ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Và nếu mà nó có đặc tính nó bắt iốt thì chúng ta điều trị, và rất nhiều trường hợp là chúng tôi đã điều trị thành công, rất là ngoạn mục. Tuy nhiên có những cái trường hợp điều trị thì mà cái bệnh nó tiếp tục phát triển, thì gần đây trong khoảng 5 năm gần đây thì có những cái thuốc điều trị đích. Cái việc chỉ định cái thuốc điều trị đích đấy phải được chỉ định theo bác sĩ chuyên khoa, và chúng tôi thì theo dõi rất nhiều bệnh nhân như thế này và phải qua quá trình theo dõi để chỉ định cách đúng đắn. Thì đối với những trường hợp như vậy thì tốt nhất là bệnh nhân, người nhà cũng đến tư vấn bác sĩ y học hạt nhân cũng như là bác sĩ ung thư để có được cái chỉ định đúng. Dạ vâng, phải phối hợp và điều trị đúng không ạ? Đúng như vậy. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, bạn Anh Nguyễn có gửi một câu hỏi từ bác sĩ như sau. Tôi năm nay 34 tuổi, vừa mổ ung thư tuyến giáp thể nhú xong, bác sĩ mổ báo tôi có đột biến gen dương tính. Tôi đọc trên Facebook thấy có nói là bệnh sẽ tiến triển nhanh và rất là nặng. Tôi rất lo sợ. Liệu tôi có nên tiếp tục điều trị hay nên dừng lại đây thưa bác sĩ? Một số bạn rất là lo là em xét nghiệm thấy có cái đột biến như vậy thì có thể gây ra nó ác tính và kháng iốt hay không. Tuy nhiên đối với ung thư thể nhú thì có đến khoảng 50% khi mà chúng ta làm đột biến sau khi phẫu thuật, sau lấy cái tổ chức học thì làm đột biến gen thì có cái BRAF 600E nó dương tính. Và nhiều bạn hết sức là lo lắng và lo rằng là cái bệnh ấy nó tiến triển nhiều và có nguy cơ là di căn cũng như là kháng iốt. Những câu trả lời của những nhà khoa học thì đấy là vẫn là vấn đề là còn tiếp tục nghiên cứu. Bạn không quá lo lắng, bởi vì bình thường những cái người mà mổ ra 50% là cái xét nghiệm đó đã dương tính rồi, và đa số bệnh nhân đấy điều trị nó vẫn có đáp ứng rất là tốt đối với iốt, cũng như là cái triển vọng cũng không có quá lo lắng như là bạn suy nghĩ như vậy. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị khán giả, vừa rồi quý vị cũng đã đến với phần chia sẻ và giải đáp những thông tin về căn bệnh ung thư tuyến giáp. Qua đây thì chương trình cũng xin được gửi tới quý vị một thông điệp. Ung thư sẽ không phải là dấu chấm hết nếu bạn biết phát hiện và điều trị đúng cách, kết hợp với một thái độ sống lạc quan, tích cực thì chắc chắn căn bệnh này sẽ sớm được đẩy lùi. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với những chia sẻ của những người bệnh đã điều trị thành công ở Bệnh viện 108, xem cách mà họ vượt qua căn bệnh này như thế nào. Thời gian đầu khi mới mắc bệnh, tôi cũng rơi vào một cái
trạng thái là cảm thấy chán nản, buồn và không biết suy nghĩ, không suy nghĩ được gì nhiều. Và sau một thời gian thì tôi đã trấn tĩnh lại và tôi thực hiện theo phác đồ điều trị của các bác sĩ ở bệnh viện 108. Mình là một trong số những người bị mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp cũng được 5-6 năm rồi. Lúc đầu khi mình mới phát hiện ra bệnh cũng cảm thấy lo lắng, tinh thần cũng suy sụp rất nhiều. Là một trong những người mà cũng không may mắc cái bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú xâm lấn vỏ. Năm 2019 khi đi khám sức khỏe thì bác sĩ có phát hiện tôi có một nhân sơ thủy trái tuyến giáp. Mặc dù nó nhỏ thế nhưng mà nó lại là có vi mê hóa, cho nên các bác sĩ có khuyên tôi là cần phẫu thuật để giải quyết bỏ đi. Lúc đầu thì mình uống iốt xạ trị và ở trong bệnh viện tầm 3-4 ngày. Sau đó đi ra ngoài lại cách ly tiếp vào gần 1 tháng. Trong thời gian cách ly gần 1 tháng đó thì mình cũng sinh hoạt như bình thường và tránh đi ra ngoài để ảnh hưởng tới xạ trị đến người xung quanh. Về chế độ ăn, nhiều rau, bỏ thịt đỏ và ăn thực dưỡng, cơm gạo lứt muối mè, và tập thể dục và tham gia các bài tập yoga để tăng cường thể lực. Theo bản thân tôi nghĩ thì khi mình mắc bệnh ca không phải là dấu chấm hết, mà qua đó mình có một quãng trầm của trong thời gian trong cuộc sống để mình nhìn lại và tự mình xem xét và tìm ra được những cái phương thức, những cái cách để mà làm cho cuộc sống của mình, sức khỏe của mình tốt hơn. Qua đây tôi muốn nhắn nhủ đến mọi người mà cũng cùng cảnh ngộ như tôi một số cái thông điệp như sau. Cái thứ nhất, ta phải yên tâm, đặc biệt là về vấn đề tư tưởng. Tuyệt đối tuân thủ theo cái y lệnh của bác sĩ chuyên khoa. Hiện nay tuyến giáp đã không còn nữa thì ta chỉ uống thuốc bổ sung hormone hàng ngày, nhưng vấn đề là ta phải uống đúng giờ, đúng cái liều lượng mà bác sĩ đã chỉ định. Mình cũng cố gắng sống sao cho vui vẻ, thoải mái tinh thần. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất khi mắc bất cứ căn bệnh ung thư nào. Đó là sống vui vẻ là cái liều thuốc quý giá nhất khi bị mắc căn bệnh này. Đó là cái lời khuyên của mình khi mà một người bị mắc bệnh, và tính bây giờ cuộc sống của mình cũng tốt lên rất là nhiều. Chúc mọi người có thể vượt qua được căn bệnh và với tinh thần nhẹ nhàng hơn. Mình sẽ có các trải nghiệm mới hơn và có nhìn nhận cuộc sống nhiều hơn nữa và cảm thấy yêu cuộc sống nhiều hơn nữa. Và theo tôi nghĩ thì bệnh ca không phải là dấu chấm hết, mà có khi nó lại mở ra cho mình một cái chân trời mới về cách suy nghĩ, về cách nhìn nhận về cuộc sống. Kính thưa quý vị khán giả, thời lượng của chương trình Bác sĩ 108 với sức khỏe của bạn ngày hôm nay với nội dung chủ đề những điều cần biết về mặt bệnh ung thư tuyến giáp với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Hà đến đây là kết thúc.
Các quý vị khán giả chưa kịp theo dõi chương trình, xin vui lòng cập nhật trên fanpage của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và để lại những nội dung quan tâm về các mặt bệnh khác theo fanpage của bệnh viện để được chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện giải đáp và tư vấn trong các số tiếp sau. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Ngọc Hà đã tham dự chương trình. Bác sĩ có đôi lời muốn gửi tới quý vị khán giả không ạ? Thông điệp của chúng tôi rằng ung thư tuyến giáp không phải là dấu chấm hết đối với tất cả bệnh nhân. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cái địa chỉ tin cậy từ gần 30 năm nay đã điều trị ung thư tuyến giáp, đem lại cái kết quả hết sức là khả quan. Chúng tôi tiếp tục sẵn sàng đón nhận bệnh nhân để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị một cách đúng đắn. Xin cảm ơn bác sĩ. Thay mặt cho những người làm chương trình thì Dương Thúy xin được gửi lời chúc từ bác sĩ và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt ạ. Cảm ơn Thúy. Cảm ơn các bạn. Dạ vâng, kính thưa quý vị các bạn, thời lượng của chương trình xin được khép lại tại đây. Chúng tôi xin được gửi lời chúc tới quý khán giả có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và xin được gặp lại quý vị vào những số tiếp sau của chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.